Tiện tiện cái đó luôn ra. Mình nấu một vài cái gì à? Ờ, mình nấu một vài chứ. Vài cái gì à? Xịt đen cho mà. Xịt tê với hoa. Đâu? Đó rồi. Đó màu gì điểm đi. Mai màu. Trời, ngồi đây coi sướng. Mai bộ sofa về nữa. Ngồi đây coi. Bàn ăn biến hình. Ôi, bàn ăn biến hình bàn tivi. Để tạm chứ ta bàn ăn chưa về kịp. Cần nhóc nó coi trước. Đừng có nhúng. Gì ra chữ tên? Đứng dậy. Trời ơi, đè lật cái ghế kìa. Tên. Đợi lắp tivi mưa tới rồi nè. Đợi tivi chạy. Vô trong, cái ngoài nguy hiểm lắm. Ôi ơi. Chế cái ghế thì nó ghê chứ. Sony. Nét như Sony. Lại coi màu và tên. Coi chớp chớp màu lên coi. Google TV. Thì đang nhập Gmail con vô á. Xịt tên đen á. Kìa lên chợ cái tí Google cái tên. Lên chợ cái Google à. Nhìn nghe giọng nói luôn kìa. Đó. Từ chuẩn bị rồi, chuẩn bị xong rồi. Kìa, yeah, hoàn tất rồi kìa. Ừ. Đó xây nó ra màu gì kìa? Màu gì hả? Nhảy màu gì? Google TV. À, cái quạt mấy cái gói tặng á hả? Không 919. Rồi, ngon rồi tên. Vô. Đó, VTV đó. YouTube à. Rồi thử giọng nói. Ờ à, đúng rồi. Đó à xin. Rồi mày lát đi.
đọc thử thử giọng nói đi tin. Kêu chú thử giọng nói coi có tiếng Việt rồi nói tiếng Việt hết đúng không? Mình lát mình chi đi. Đang lướt này đó đó. Mấy nút cơ bản ha, số là để chuyển kênh nè. À. Nhưng mà không có cáp, không có không có bấm đâu được. Này là máy phím tắt của ứng dụng thôi. À. Mình muốn xem YouTube thì bấm đây là hiện là YouTube luôn. À. Còn đây là cài đặt. À. Này là đầu vào của như tôi muốn có HDMI hay cắm gì đó. À. Cắm vô nó hiện thị cả đầu à. Vào. Đây được cái giọng nói. Này cũng mình được giọng nói ha, là cái mic á. Ừ. Giọng tròn này là trái phải lên xuống. Giữ ok, mình muốn di chuyển qua trái phải thì ok thôi. Ừ. Và nút phím nhanh của TV. Ừ, là xem vô, lại à, vô, nhưng mà mặc định là vô FPT hả? Nếu mà có một app hả? Hoặc là nó ra vô diện chính của nhà. À vô diện chính, diện chính. À, ra vô diện chính mình chọn. À TV thấy không? À. Là lúc này á. À. Tại vì mình bấm ra đây mình chọn TV. À. Mình bấm cái này luôn. Sắc luôn, vậy, luôn. Đúng rồi. Đây là âm lượng lớn nhỏ. Rồi. Đây chuyển kênh lên lên xuống. Ừ. Cái gì? Từ từ. Để chú hướng dẫn rồi hả? Rồi, lúc này là tắt âm lượng tạm thời. Ừ. Rồi, mấy lúc nữa mình sẽ dùng nhiều thôi. Ừ. Còn lúc này mà trở ra một chút đó. Ừ. Giờ mình vừa vô một đó vừa trở lại thôi. Ừ. Còn trở ra nhiều. Rồi, tắt mở thôi. Còn lúc này là lúc gì? Lúc đỏ nè. Mấy nút cái dạng mà nút tăng cường nó như đang bảo hành nào cài đặt cái chế độ của TV á, mình chỉnh thôi. Chứ mình đâu có xài nước này đâu. Cái lúc này cũng vậy nè. Nhiều khi nó mình không cần xài tới, ừ. Xài nó tăng lớn nhỏ âm lượng. Rồi mình chỉnh dạng như đang coi á, ý là đang coi á, và chỉnh cho nó tắt màn hình á, thì xem YouTube thì có tắt được không? Dạ được, vô cài đặt TV á, vô cái phần cài đặt của YouTube á. Phải vô cài đặt đúng không? Đúng rồi. Vô đang hát này đi. Rồi, rồi vô cài đi, cài xong. Ý là nó đang hát vậy nè, mình muốn để cho nó tắt màn hình nữa. Cài YouTube hả? Chứ không phải cài của TV hả nè. Đúng rồi. Không có biết mày nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, chú biết rồi. Mở đi, mở đi, cho đang coi cứ cài đặt cái đồ sáng kìa. À, tắt hình kìa. Những chế độ tắt hình đó. Chắc tắt hình đó. Ôi trời ơi. Sáng, âm thanh, lo, bắt hình. Ui, trong này có nhiều quá. Rớt lắm tiếng. Chế độ trong nhiều quá. Nghĩ với cái độ tắt hình. À, đúng rồi đó. Rồi phát cái này. Ui. Hai cú bơi. Hai cái hai cú bơi nè. Rồi tắt hình rồi đó. Ui. Ok. Rõ. Wow.
Để kêu mẹ đây. Rồi kia tin lại tin nói kìa, xong rồi kìa. Được rồi đó. Chế độ khác nhau luôn. Nhiều cái chữ nó khác nữa. Ok. Nhiều cái để màn hình trời. Rồi. Nhiều cái để tắt màn hình. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thì mình chưa ấy, đâu có gì đâu. Thì ánh nhân xem không? Không gì phải đặt. Rồi. Tắt hình đó. Bấm vô tắt thôi. Bấm nút giữa. Thì tắt. Rồi. Bấm lúc nào cũng vậy, nó cũng hiện lên thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Không hiện lên. Rồi. Rồi giờ xong còn gì nữa không? Còn gì trên này nữa không? Hết rồi đúng không? Dạ không, quan trọng là cái điều kiện em nói thôi. Thử cái tên, lát cái tên. Lát còn muốn kia. Bấm vô mới nói. À bấm giữ đúng không? Bấm vô đúng rồi, trong hiện chăm này nè. Muốn kia. Nói rõ ràng cái. Vừa nè, anh bấm vô. Bấm giữ vô hả? Bấm giữ không? Bấm giữ, vậy là bấm giữ vô. Lát và mới kia. Phải, về lát, còn phải đánh gõ chữ đàng hoàng. Về lát và Nicky. Đó. Đó, cõi này nè. Nãy giờ cho nó coi nè. Nước ngoài. Đó, vậy là ok đó. TV mình là 3 1 tháng đầu đổi trải nha anh. Ví dụ như mình đang xem 1 tháng đầu muốn dùng trục đặc gì hay sự cố gì vậy, nước của nhà sản xuất á. Mình gọi tổng đài 1800065. Rồi. Có người đến kiểm tra, sẽ định nước lỗi sẽ đổi khác cho okay. Mình không sửa chữa. Ok. Không có cái mô này. Rồi. Ok. Ba chú kìa. Ba chú đi. Ba chú đi kìa. Đây. Rồi bắt tay kìa, rồi bắt tay kìa. Ba chú đi. Rồi, bye bye, không bắt tay. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.